Chưa bao giờ thầy đến một ngôi chùa mà một ngày giảng 3 buổi như ở đây. Phải nó bóc lột sức lao động của thầy dễ sợ. Chưa đâu, sáng mai còn giảng 1 buổi nữa mới cuốn gói vòng. Cái gì nó cũng không qua được nhân duyên. Thầy tưởng là chiều nay thầy được nghỉ ngơi, té ra là tối nay là có chương trình giảng nữa chứ. Thầy cứ nghĩ rằng là tối nay sẽ được thư giãn bằng cách là chúng ta đốt đèn, rồi chúng ta ngồi uống trà, rồi nói chuyện một vài câu chuyện đạo gì. Đằng này cũng bắt thầy lên hàng. Hôm nay chúng ta cười, chúng ta vui, nhưng có thể ngày mai chúng ta sẽ chìm vào trong những nỗi phiền muộn. Thầy nhớ có một lần thầy đi với lại một gia đình nọ, đi ra ngoài biển để mà rải tro cho một anh đó, anh Phật tử đó rất là dễ thương, đi tới chùa thầy. Anh đi tới chùa thầy xong anh về rồi anh nói đi đám cưới. Anh mới mặc đồ thôi, anh chuẩn bị chở vợ đi đám cưới, tự nhiên rồi cái anh bị bệnh, chở đi nhà thương, anh chết. Gia đình rất là buồn báo tin thầy, thầy cũng ngỡ ngàng nữa. Mình mới thấy rồi sáng này nè, mới sáng chủ nhật đó mình thấy ra vợ chồng con cái rồi vui vẻ đề huề. Tự nhiên tối 10 giờ đêm vợ anh báo tin là anh mất rồi. Rồi cuối cùng là đem anh đi thiêu. 2 ngày sau đi thiêu rồi người ta, gia đình thì nhặt xương bỏ trong hũ rồi đem tới chùa gửi. Rồi tất cả hốt tro đó lại. Rồi thầy nói ra chùa để thầy làm lễ cầu nguyện. Nhưng mà tới khi mà đi làm lễ cầu nguyện đó thì thầy cùng với lại các thầy mới cùng với gia đình đưa cái hũ tro chứ phải cốt đi ra ngoài biển Vũng Tàu mới đi rải cái tro đó. Thì khi tụng chú Đại Bi, tụng Bát Nhã xong rồi tới niệm Phật để hồi hướng, để cầu tiếp dẫn. Thì khi thầy cầm một cái nắm tro lên đó, tự nhiên thầy có một cái cảm giác là mình nắm được cái con người này. Nhưng mà tại sao mình nắm ở đây chỉ là một nắm tro? Mình không nắm được cái bàn tay của ảnh, mình không cầm được con người của ảnh. Như vậy thực chất cuộc đời của con người là gì? Chỉ là một nắm tro. Vậy mà vì cái nắm tro này chúng ta sẵn sàng làm bao nhiêu chuyện đau khổ trên cuộc đời, phải không quý vị? Hôm nay thầy sẽ chia sẻ với lại quý vị một vài ý niệm của Phật giáo để chúng ta có được cơ hội quán chiếu và nhìn thật về cuộc đời của mình qua chủ đề nắm tro tàn. Nghe thấy đời mình nó muốn tàn theo không? Quý chứng tỏ quý vị tu dữ lắm, mặc dù là chỉ là một nắm tro tàn cũng ngồi để cười khì khì. Thật ra một nắm tro là một sự thật trong cái cuộc sống của mình. Điển hình như là cái anh đó, ta thấy anh rất là nghiêm túc, sống rất đàng hoàng, 45 tuổi, sống rất có tư cách, yêu thương vợ con, có trách nhiệm với vợ con, sống không có lộn xộn lu bu gì hết, ăn chay niệm Phật tụng kinh. Quý vị thử nghĩ xem kiếm một người giám đốc nào mà làm được những chuyện đó không? Hiếm lắm. Người vợ làm giáo viên, đi dạy học, 2 đứa con học hành cũng thành đạt, cả nhà ăn chay tụng kinh niệm Phật, gia đình họ cũng là một đạo tràng. Họ sống nghiêm túc lắm, sống dễ thương lắm. Vậy mà cuối cùng không nói một lời, ảnh đã ra đi. Thì quý vị nghĩ xem cuộc đời của con người cuối cùng
rồi cũng chỉ là một nắm tro rải đi. Từng nắm tro thầy nhớ đứng ở chỗ cái cầu Long Sơn đó, rải xuống nó tan, nó biến ở trong hư không, rồi có khi nó trôi xuống tới dòng sông, nó trôi đi, nó trôi lặng lẽ, dòng nước cứ lặng lẽ trôi đi, cứ lững lờ trôi đi, không hề biết có tro rơi xuống, không hề biết có bóng ai sôi xuống dòng sông đó. Và nắm tro đó cũng không hề biết nó sẽ bay đi đâu, nó sẽ trôi về đâu, nó sẽ tan đi đâu. Con người của mình cũng y như vậy, tất cả đều chỉ là mong manh giả tạm trong cuộc đời này. Thật sự cái cảm giác của thầy đứng đó, thầy rải tro, tuy rằng thầy với ảnh không có phải là bà con quyến thuộc, nhưng mà thầy cảm nhận được cái vô thường nó tới. Nó tới nhanh lắm, quá là nhanh. Một con người đó mới đến chùa mình buổi sáng, buổi chiều tự nhiên chết rồi. Mình mới gặp đó, thì làm sao mình không đau lòng, mình không buồn cho cái cuộc đời giả tạm này. Thầy thấy nó mong manh vô cùng, không biết đến bao giờ mình mới có thể thoát ra khỏi được những cái chuyện mà chúng ta muốn dựng lại đống tro tàn này. Chúng ta cứ níu kéo. Trong khi đó một vị Phật tử nọ ở bên Mỹ cũng vậy. Chuẩn bị đám cưới thì người chồng lại đổ gục xuống, bị bệnh ung thư, cho nên phải dừng lại cái đám cưới rồi điều trị cảm thấy không khả quan. Cuối cùng người vợ vẫn tiến hành đám cưới, chú rể bệnh nặng còi cọc gì cũng ra đứng cười, xong rồi mấy ngày sau thì chết. Vậy mà 3 năm trời người vợ này đi đâu cũng xách cái túi tro của người chồng, ngay cả đi về Việt Nam cũng xách cái túi tro đó đi về đây, đi về Việt Nam xách theo, đi qua Thái Lan đi làm ăn xách theo, đi đâu cũng xách theo cái túi tro đó. Thầy mới nói thôi con có nắm cái người này đi tới cùng trời cuối đất thì cũng chỉ là một nắm tro tàn mà thôi, không có nắm được. Những cái ký ức của mình về con người đó nó sẽ không phai, những cái hạnh phúc ngọt ngào chúng ta sẽ níu kéo, mà kéo không được, níu không xong, cái đó nó cũng làm cho mình đau khổ, cái đó nó cũng làm cho mình phiền muộn. Thì quý vị nghĩ xem, cái cuộc sống của con người ta có đẹp cách mấy, có bao nhiêu nghĩa tình, có bao nhiêu điều cảm động, rồi cuối cùng cũng chỉ là những tàn tro, chứ không là cái gì hết. Cho nên khi mà thầy nắm một cái nắm tro từ cái thân xác, cái da thịt của anh đó cháy tan ra, thầy bỏ xuống, thầy nhìn, tự nhiên thầy thấy một con người mới sáng nay nói chuyện với mình, cười nói vô tư, rất lạc quan. Anh này dễ thương lắm quý vị, rất là tốt bụng. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại một nắm tro, tự nhiên mình thấy nó như thế nào đó. Thầy cứ tưởng tượng ra mới sáng đó, mặc dù là đã 3 ngày rồi mới thiêu đem tro ra, mà thầy cứ tưởng tượng là mới sáng đã gặp ảnh nói chuyện. Đúng là chiếc thân của con người nó tạm bợ. Vậy mà quý vị thấy đi, chúng ta rất là tính toán, cuối cùng chỉ là một nắm tro. Thì quý vị suy nghĩ xem, có cái nắm tro nào nó sang hơn cái nắm tro nào không? Có nắm tro nào nó vinh quang hơn nắm tro nào không? Có nắm tro nào nó quý phái hơn nắm tro nào không? Không, bằng nhau hết. Vậy mà khi mình còn sống đây, tự mình cho mình ở vị trí này, và mình bắt người kia phải ở vị trí thấp hơn. Cho nên mày chó két, mày tới số với tao nghe mày, phải không quý vị? Cho nên quý vị sắp sửa giơ cái tay lên sỉ mới nói tiếng mày, tính nó chó két, cái mình nhớ trực lại, nắm tro bỏ xuống. Quý vị khỏi niệm Phật, quý vị niệm Nam Mô Nắm Tro Phật. Quý vị nhớ cái danh hiệu này để mình ý thức được cái cuộc sống của mình chỉ còn lại nắm tro tà tàn, thì mình sẽ không hơn thua với ai, không hận thù với ai. Tại thấy có nhiều người hơn thua nhau từng lời nói kìa, thậm chí còn đối xử với nhau nhiều cái cảnh rất là tệ. Có nắm tro nào nó hơn nắm tro nào đâu, có nắm tro nào nó quý phái hơn nắm nào đâu có.
Vậy mà mình cứ tự hào, tự nhiên bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu toan tánh tính ở trong lòng của mình nó dâng lên. Nếu mình hiểu được đời mình chỉ còn nắm tro tàn, thì tất cả những tự ti, những hơn thua, những hận thù, những mặc cảm nó sẽ rơi theo tàn tro bay. Chắc chắn như vậy. Bởi vì mình đã là một nắm tro thì không có lý do gì để đi phiền não với một nắm tro khác. Quý vị đồng ý không? Đều là những nắm tro với nhau, thì có lý do gì để mà tranh giành với nhau, xin lỗi, da đen, da trắng, mắt đỏ, tóc xanh, tóc vàng gì, đốt ra nó cũng thành tro trắng hết. Có giàu ngất ngưỡng nè, có máy bay riêng đi chăng nữa, cùng với một người bán vé số, cuối cùng cũng là một nắm tro không hơn không kém. Mình quý phái, mình đẹp như vậy, mình dễ thương vậy, chứ mình hít vô mình không thở ra, mình nằm đó xin lỗi người thân cũng không dám tới rờ mình nữa. Thậm chí người ta còn sợ mình nữa, phải không quý vị? Nói thầy thấy cái chị đó đó, chị sợ ma ghê lắm, từ ngày chồng chị chết chứ còn sợ ma ghê hơn nữa. Ban đêm chị không dám đi ngang cái bàn thờ nữa, không dám thắp nhang nữa. Chị thương chồng dễ sợ không, nhưng mà với điều kiện ông đừng có chết. Ông chết thì ông thành ma rồi, tôi tới ông bóp cổ tôi làm sao. Chị không dám đốt nhang nữa, không dám đi ngang đi qua đi lại cái bàn thờ, chị sợ ghê hồn lắm. Rồi chị phải rủ hết người này rủ tới người kia, để tới nhà chị ở ban ngày chị cũng sợ. Mà đã như vậy rồi chị cứ nhìn đâu chị cũng thấy ảnh ngồi hết. Thấy ở đâu? Thấy ở trong tâm của mình, tư tưởng của mình, chứ đâu cần thấy bóng thấy dáng gì ở ngoài đâu. Rồi bà lại hé hé, bà mở cái cửa ra, bà không dám bước ra, bà hé hé, bà ló cái đầu ra, bà ngó qua ngó lại coi có ổng đi không, thì bà lại thấy có cái bóng. Thầy nó mắc cái gì bà phải hé cái đầu, bà mở ra bà đi cái ào, bà không thấy bóng gì hết trơn á. Bà mở ra cùng mở cửa phòng cũng không dám vô, vừa hí cửa phòng cái thò cái đầu vô nhìn phòng có ổng ngồi đó không. Không, thiệt tình. Quý vị nghĩ xem, cái đó là do tâm của mình tạo ra. Cuộc đời của mình là như vậy. Cho nên thầy nghĩ rằng ít nhiều gì thầy trò mình phần nhiều là đã đánh mất cả một quãng đời của mình ở trong phiền lụy khổ đau. Cuối cùng chiếc thân tứ đại này nè, xương thịt tóc mắt mũi móng đồ này kia trở về thành tro bụi. Mình khỏi có lý luận dông dài, đốt nó thành tro, chôn nó thành đất. Tại vì ở Việt Nam mình chỉ có hai cái truyền thống để mà áp dụng tổ chức tang lễ cho người chết, là một là đem đi chôn, hai là đem đi đốt. Nó không có giống như là bên Ấn Độ là người ta dục xác chết xuống dưới sông Hằng. Không có. Việt Nam mình là một là thủy tạng, xin lỗi, một là quả táng, hai là thổ táng. Còn bên sông Hằng ở Ấn Độ nó có thủy táng, tức là bỏ xác chết xuống dưới sông cho cá ăn. Còn một phương pháp ở Ấn Độ nữa gọi là lâm táng hay là niễu táng, tức là đem xác chết mình bỏ vô trong rừng cho chim ăn. Thời Đức Phật đó, nhiều người tu chứng quả là chính nhờ rảnh rảnh nó đi vô trong rừng coi xác chết. Xác chết một ngày nó màu gì, hai ngày nó qua màu gì, ba ngày nó qua màu gì, một ngày bắt đầu nó xanh, qua ba ngày nó sạm, nó tím tím, hai ngày nó tím tím, qua tới ba ngày bắt đầu nó đen, năm ngày nó chảy nước, sáu ngày bắt đầu lòi thịt ra, bảy ngày nó con này con kia nó rớt ra, cuối cùng lòi xương trắng hiếu đó, ham đi con. Cho nên quý vị thấy vương tử nang đà không? Đức Phật đi tới khất thực, Đức Phật biết ông có nhân duyên để đi tu, Đức Phật giao bình bát cho ông ôm, xong ông ôm đi theo, cái bình bát đi theo tới Đức Phật đi về tới Tinh Xá luôn. Ông phải đi theo Đức Phật, ở Đức Phật bắt ông đi tu, ông không biết nói làm sao, tại vì ông không có chịu rời xa cái đời sống gia đình, và nhất là Dương Phi là người phụ nữ có thể nói là đẹp nhất Dương Thành Ca Tỳ La Vệ đó. Đành, trời, vợ xấu xấu người ta còn bỏ không được, huống chi vợ đẹp, phải không? Mà ác nổi bây giờ ông Phật là anh cả của mình, giờ bắt ổng đi tu thì ổng cũng phải đi tu chứ làm sao, ổng ơ mình bác đi theo Phật đó. Rồi Phật mới giao cho ổng múc nước đổ vô cái lu, ổng múc cho lẹ để ổng chạy về ổng thăm vợ ổng, chứ hai ngày rồi ổng nhớ quá ổng chịu không nổi, mà múc hoài nó không đầy, nửa chừng ổng dục đại ổng đi. Ổng vừa đi ra tới ngõ, ổng trở lui lại, ổng nói đường này Phật hay đi, ổng đi tắt đường rừng.
Ông chạy 3 giò 4 cẳng chạy chạy nửa chừng nắm mắt nhắm mũi mở mắt ra đụng Phật. Đức Phật hỏi gì đâu? Ông nói con nói thiệt với Đức Phật, con nhớ vợ con quá. Tu thì cũng tu nhưng cho về thăm bà xã một chút. Quý vị thấy không? Vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy bả công phu không đặng. Tại vì vợ ông đẹp quá. Bắt đầu Đức Phật mới dẫn ông đi. Dẫn ông đi, Đức Phật dùng thần lực, bắt đầu mới dẫn ông đi, dùng thần thông dẫn đi lên rừng. Thì thấy có một con khỉ già, nó còi cọc lông, nó rụng hết, nó ngồi xương da không, nó buồn quá, ánh mắt nó điều hiu ngồi bên gốc cây. Đức Phật mới hỏi Nang Đà, hỏi sao? Đức Phật, Nang Đà mới nói, sao nhìn con khỉ này, sao thấy thê thảm quá. Thì Đức Phật mới hỏi cho con khỉ này với vợ ông thấy ai đẹp hơn? Ông nói Đức Phật, trong bụng nghĩ Đức Phật quá đáng đi. Không, vợ không đẹp gì đi so sánh với con khỉ già. Thì ổng cũng lễ phép, ông nói bạch Thế Tôn, đương nhiên là vợ con đẹp hơn con khỉ này rồi. Xong cái Đức Phật dùng thần lực dẫn ông lên cung trời. Ông lên đó ông thấy toàn là những cô tiên nữ quá là đẹp. Người đứng xa cũng đẹp, người đứng gần cũng đẹp, nhìn ngoài mặt cũng đẹp, nhìn sau lưng cũng đẹp, nhìn gốc nào cũng đẹp. Đẹp quá đi, Đức Phật kéo đi, ông nói khoan cho con đứng đây một chút nữa. Đức Phật mới hỏi làm sao, vợ ông so với mấy người này sao ông? Thì ông mới nói vợ con so với mấy người này cũng giống như con khỉ già nãy. Cái gì vỗ tay? Ông mê gái quá trời quá đổi đi. Xong rồi Đức Phật mới dẫn dùng thần lực, mới dẫn ông xuống dưới địa ngục. Thấy cảnh hành hình rồi kia, ông sợ quá đi. Những chúng sanh đau khổ. Rồi thấy có những cái chỗ còn chừa trống, những cái gông cùm lớn đó, hỏi chỗ này cho ai? Thì quỷ cai ngục nó nói chỗ này dành cho Nang Đà em của Đức Phật, tối ngày đắm mê sắc dục. Ông sợ quá, ông nắm Đức Phật, nói thôi 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 ghê quá, dẫn ông đi đi chứ ông ở đây ông sợ quá. Đức Phật nói này của ông, ông ở đây ông giữ đi. Nó thôi thôi về lo tu. Thế là Dương Tử Nang Đà xuất gia tu tập được, chính nhờ cái sự quán chiếu đó. Bây giờ quý vị nhìn người khác có thấy ra được nắm tro không? Thấy không? Không. Mà thấy người đó là người dễ thương, phải không? Trời ơi, thà chết bỏ cái áo đỏ không buông. Dẫn về đi rồi biết con áo đỏ đó nó sẽ biến thành áo đen. Nó xử con bằng ngũ âm bạch cốt trảo kiểu của Mai Siêu Phong, nó chụp rầu con. Bây giờ cuộc sống thực tế của mình làm sao chúng ta nhìn cho thấy ra được nắm trò đang hiện hành? Quý vị nhìn ra được không? Hiếm lắm. Rất là khó. Mình nhìn người nào mình cũng kẹt bởi cái tư tưởng người đó. Mặc dù mình biết thân mình là sẽ trở thành tro bụi, nhưng làm sao chúng ta có thể thấy được người đối diện mình là tro bụi? Nó ngọt ngào quá, nó dễ thương quá, nó đẹp quá, nó nói toàn là những lời mình mát ruột, mát gan quá. Làm sao mình nhìn ra được tro bụi, phải không? Xin lỗi chứ, mình còn muốn hốt cái đống tro đó về nhà nữa kìa. Đó. Nhưng mà cuối cùng cuộc đời mình chỉ là một nắm tro. Còn nếu đi chôn thì nó sẽ là một bia mộ. Cuộc đời mình cuối cùng là một bia mộ ghi lại Nguyễn Văn A, Bành Thị B, thấy không? Sanh ngày tháng nào, chết ngày tháng nào, được nhiêu tuổi, chấm hết. Đời người chỉ một bia mộ. Vậy mà khi còn sống chúng ta không bao giờ thấy bia mộ trên cuộc đời mình, mà mình thấy toàn là những con đường trải đầy hoa hồng, phải không con? Nhất là mấy người trẻ nè. Mình thấy đủ thứ, cả một bầu trời ước mơ xanh, ước mơ đỏ, những cái đẹp, những cái vui này kia. Quý vị tắt hết điện thoại giúp thầy đi nha, để không ảnh hưởng tới sinh hoạt của đại chúng. Chính những cái đó nó làm cho mình chìm đắm cả một quãng đời dài trong khổ đau phiền lụy. Cho nên khi mình học Phật, chỉ cần chúng ta nhìn, nhìn thực tại của cuộc đời mình, chẳng mang được theo gì sau khi giả từ cõi đời này. Cuối cùng gắn liền với cái thân tàn của mình là một bia mộ. Thì nếu đem đốt chỉ là một nắm tro, chỉ có nghiệp chướng thiện hoặc ác chúng ta gây ra là đi theo mình đến suốt cả cuộc đời này. Cho nên quý vị thấy, chúng ta vì cái gì mà tạo nghiệp? Vì ai mà tạo nghiệp? Có phải vì cái nắm tro tàn này không?
phải không? Vì cái thân này nè, ai đụng tới đâu có được, nói tới mình đâu có được, đụng chạm tới mình là đâu có được, phải không? Cho nên quý vị ngồi ở đây mà nghe bên kia nó lon thon tới tên mình là mình lắng nghe coi nó nói gì vậy. Phải mà nó nói mình tốt, một nhỏ này dễ thương, nó nói mình cái gì mà mình khó nghe mình liếc ra khỏi chùa mà biết thế nào lễ độ không? Tâm lý của mình là như vậy đó. Quý vị thấy xem coi, có phải vô lý không? Vì một nắm tro này mà sẵn sàng mình tạo nghiệp, vì một nắm tro tàn này mà mình sẵn sàng mình trở thành những con người vô đạo đức, vì một nắm tro tàn này mà mình sẵn sàng dẫm nát trái tim của người khác. Quý vị nghĩ xem có đáng không? Phải chi vì một nắm hột xoàn thì nó cũng đỡ, phải không? Tự nhiên vì một cái nắm tro mình thấy nó tào lao quá đi, nó dởm quá đi, phải không? Bây giờ làm sao để thấy được nắm tro? Thầy còn chưa chắc gì thấy được nắm tro, thầy nói thiệt. Nó ai mà nói trời ông thầy thiện thủ nhiều chuyện ghê lắm là thầy nghe là thầy mực rồi đó nha. Mà hãy mà nói trời thầy thiện đừng thấy hiền lắm, thấy dễ thương lắm đó, mình nghe mà nói trời người Phật tử này cũng hiểu đạo đó. Chính thầy đây nè, thầy còn chưa thấy được cái nắm tro khi người ta nói chuyện nữa, mình bị tác động. Con người ta đừng có tưởng nữa là mình tưởng mình học Phật đường chút, mình tưởng mình ngon nha, mình bị tác động hết quý vị. Dù mình biết rằng là cái nghiệp này nó tạo ra chính vì mà do mình tham dục, mình mưu cầu hạnh phúc mà mình chuốc lấy. Cho nên cái ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau thực sự chúng ta không nắm được. Chúng ta không bao giờ nắm được cái ranh giới này đâu quý vị. Cho nên mình đang niệm Phật cũng có khi mình sân si. Quý vị thấy nhiều khi mình tụng kinh, mình niệm Phật thôi mà có người nào quấy rối mình, kiếm chuyện mình hoặc là không làm cho mình trọn vẹn cái thời khóa tu tập, quý vị bực mình không? Thí dụ bây giờ thầy trò mình đang ngồi ở đây giảng này, ngoài kia nó hát karaoke mà nó hát muốn ói luôn vậy. Mình nghe mình muốn tẩu quả nhập ma, nó tự nhiên trong này mình đang tu niệm Phật, bên kia em ơi 60 năm cuộc đời mình chịu nổi không? Quý vị, mình cũng bực mình chứ không, mình tu hành mà nó cũng không cho mình tu. Quý vị nghĩ xem có phải ngoại cảnh là một vấn đề rất quan trọng đối với đời sống của chúng ta không? Đừng có tưởng là mình ngon nha, mình bị tác động hết, hoàn toàn. Đó. Quý vị nghĩ xem coi, đó. Trời đang nóng, tự nhiên ai cho mình cây cà rem mình thích không? Trời cây cà rem nó ngon quá đi chứ, mình thích nó. Mình ước gì có thể có thêm cây nữa, phải không? Ăn thêm cây nữa thì hạnh phúc quá, nhưng mà thêm cây nữa thì sao? Chán rồi, nó ngán rồi, nó ê răng quá, nuốt không nổi nữa, thậm chí nó ngăn ngực nữa. Quý vị thấy mình mâu thuẫn không? Chưa có, đòi cho có, ép cho có, bắt buộc người khác phải làm sao cho có rồi bắt đầu chán chê ê hề. Điển hình như mấy ông nè, hồi đó không cho cha mẹ không cho đi, cũng nhào nhào đi để gặp nhỏ đó. Không có em bầu trời nhưng không có nắng. Ghê vậy đó. Nhỏ này cũng ghê lắm, nói cũng ngon lành lắm. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Quý vị nghe cảm động không? Nhưng mà đâu có biết cái thằng quỷ này nó chờ cái câu này. Có mấy người khác chờ đưa bà kìa, thôi tha tôi đi. Rồi sau khi mình cưới về rồi sống chung với nhau, tại sao lại nghe có cái chuyện gây gổ nhau, chán nản nhau, rồi phản bội nhau, rồi thậm chí là nói xấu nhau. Quý vị thấy trên mạng đấy không? Nói có nhiều người đó đến với nhau, trời đẹp như mơ, nói là mình thấy sống để thiếu người đó, nhưng mà tới khi chia tay rồi nói đây là sự sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Cần gì phải nói cái điều đó? Nói điều đó ra chứng tỏ mình là một cái người ấu trĩ. Chính cái lời nói đó là lời nói của kẻ ấu trĩ, phải không? Ai cũng có những sai lầm, nhưng mà mình nói ra cái sai lầm đó chứng tỏ mình rất là tầm thường trong cái cách cư xử. Cuộc đời này gặp ai cũng có nghĩa có tình hết quý vị. Chắc chắn mình sẽ gặp lại họ trái đất tròn mà, phải gặp lại họ. Cho nên mình phải hiểu cho được cái cuộc sống này đó. Mình phải biết đủ, mình phải dừng lại những cái ham muốn mình. Trời nóng ăn cà rem thích lắm, nhưng mà thêm cây nữa coi chừng nó ngán đó. Ép ăn nữa coi chừng ói ra chết đó. Cho nên quý vị thấy không, cái hạnh phúc của con người và cái khổ đau của con người thực chất không có ranh giới.
nó rất là mong manh, nó chập chờn, cho nên mình không biết cái nào là hạnh phúc, cái nào là đau khổ, và mình cứ nắm, cứ kéo, cứ càng ép cho mình thêm, bám víu thêm, thì coi chừng cái mong muốn hạnh phúc đó sẽ là những lò lửa thiêu đốt chúng ta. Nó làm cho chúng ta mệt, làm cho chúng ta khổ, làm cho chúng ta cảm thấy chán chường cái cuộc sống này. Cho nên mình cho rằng cái gì vừa lòng mình thì chúng ta nắm kéo nó vô. Đạo Phật gọi cái đó là gọi là lạc, lạc thọ, tức là mình thích. Còn cái gì không vừa lòng chúng ta không thích, chúng ta dạt ra, cái đó gọi là khổ thọ, tức là nó bực bội. Nhưng mà quý vị thấy cái mà vừa lòng mình chưa chắc cái đó là tốt, cái mà mình thích chưa chắc cái đó là chân lý, phải không? Thí dụ như xì ke, quý vị thấy không? Đó, ma túy, đánh bạc, đánh bài, cá độ bóng đá, đó là những cái điều mà có thể đem tới con người, đưa con người đi tới cái bờ vực thẳm, diệt vong. Nhưng mà có nhiều người thích, nó thích đó. Ở quê mình là hay có đánh số đề, đánh tứ sắc, phải không quý vị? Ở đây có không? Có hả? Bữa nào đem bộ bài ra thầy đánh, thầy ôm lại. Hồi nhỏ thì có đánh bài tứ sắc đó. Đánh cả đêm không đau lưng, mà vô chùa tụng kinh có một tiếng đồng hồ đấm lưng thụi thụi vậy đó. Quý vị có đánh bài tứ sắc thì không đau lưng, mà đánh bài đau lưng gì sao? Nó có niềm vui, nhưng mà niềm vui của mình, sở thích của mình chưa chắc nó là chân lý, nó không hẳn nó là đúng đâu. Cho nên cái lạc thọ đó có khi nó sẽ dẫn mình đi tới những cảnh giới tối tăm đau khổ. Còn cái khổ thọ cũng vậy, tức là mình bực bội, mình đẩy ra. Có nhiều người đó, trời tôi chán quá, tôi chán ông quá, ông đi đâu ra khỏi nhà. Xin lỗi, chồng vừa ra khỏi nhà có một quỷ khác nó hốt liền, phải không? Rồi lúc đó mới bắt đầu mới than gan, trời ơi tôi đâu có biết đâu mà ông mới vừa bước ra khỏi nhà ông phản bội rồi, tôi nói lẫy thôi. Tức là cái khổ thọ của mình cũng sẽ là cái lạc thọ của người khác. Cho nên những cái khổ thọ, cái lạc thọ nó chỉ ở một cái mức tương đối do cảm nhận của con người mà ra. Tùy thuộc vào cảm nhận của con người chứ nó không có mức chuẩn gì hết. Có người thấy vậy cho nên sợ quá mới nói thôi tôi khỏi vui khỏi buồn gì cho đời tôi, hai chữ bình an gì một cái đi. Cái đó gọi là vô ký thọ, tức là không có khổ không có vui, cái bình thường đó. Nhưng mà cái bình thường của cái tâm con người đạt đạo nó khác. Đằng này mình không có dám ham vui, tại vì mình thấy nhiều người rồi. Cho nên quý vị thấy có nhiều người đó, họ biết rằng á, ham thì mình phải chiếm lấy, mình đoạt lấy, để mình thỏa mãn những cái nhu cầu ham muốn của mình, sau đó lại là khổ đau. Cho nên nhiều người sợ quá, vui rồi nó cũng khổ, cho nên không, tốt nhất không cần ham vui để khỏi phải khổ, phải không quý vị? Nhưng mà vì sợ khổ mà không dám ham vui, tâm lý này cũng là khổ, cũng là khổ, nó cũng dằn vặt mình. Đó. Giống như mình thấy một cái tô cháo gì đó nó ngon quá muốn ăn mà không dám ăn vì mình sợ đau bụng, nhưng mà cứ nuốt nước miếng tiếc hùi hụi. Khổ không? Sao không khổ? Thấy người ta đánh áo đánh quần, người ta đi đám cưới chờ mình đang bị sốt bị cảm không đi được, mình tức gì đâu là tức. Xin lỗi, tao không có sốt, có đảm bảo tao ăn đứt mày. Quý vị thấy tâm lý mà sợ khổ cho nên không dám ham vui, cái đó cũng là khổ. Nó không thuộc về cái tâm lý bình thường. Cái bình thường không vui không khổ nó khác. Mình không bị chi phối gì hết, tức là tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng, thưa quý vị. Trạng thái đó hiếm lắm nha, rất là đặc biệt. Tu tập nhiều lắm nó mới được bình thường. Cho nên có nhiều vị thầy hỏi tu lúc này sao rồi con. Nó có bình thường à thầy? Thầy nói bà nó dốc. Ta tu mấy chục đời người ta chưa đạt được hai chữ bình thường, còn bà mới niệm Phật mấy bữa ăn chao chưa hết một hũ nữa mà đòi bình thường. Tại bà đâu có hiểu chữ bình thường mà thầy hỏi. Bà tưởng nó bình thường tức là không giàu không nghèo, không bị ai nạt nộ, rồi cũng khỏe mạnh, không có ốm đau gì đó. Nhưng mà thật ra cái cuộc sống này quý vị thấy không, những cái gì mình cho vừa lòng, mình thích thú, mình thỏa mãn, mình cho nó là hạnh phúc nha, xin thưa chưa chắc, chưa chắc đâu. Tại vì chúng ta không biết rằng cái cơ thể và cái tâm tư của mình không bao giờ có vấn đề chấp nhận nó là đủ. Cái nhu cầu về tâm lý, về sinh lý, cơ thể vật lý mình nó không có dừng lại.
nó không có dừng lại được. Cho nên cái đó mình nói mình có được rồi, mình ước ao rồi, mình có được cái đó rồi, mình thỏa mãn rồi, xin lỗi không có đâu. Điển hình giống như mấy anh thôi, ước gì tôi em anh cưới được nàng đó, nó cưới xong rồi xin lỗi thì bà là cơm nguội thôi, phải không quý vị? Đèo bồng thêm đòi ăn phở, nóng quá cho mày phỏng mỏ. Mới đây thầy có đọc một cái bài báo so sánh giữa cơm nguội với phở, hay lắm quý vị. Cơm nguội nguội cỡ nào cũng chế biến được thực phẩm ăn lại, tức là hấp lên ăn lại được, chiên lên ăn cũng ngon, phở để qua một ngày bị sình. Cho nên thầy nghĩ rằng mấy ông á, chọn cơm nguội cho chắc bụng nha con, đừng có chọn phở ăn sình bụng, ngộ độc thực phẩm chết. Chưa kể nó chích phọt mon, nó bỏ phọt mon cho nó ăn cho chết dịch, cho dựng giỡn mặt. Đó, những điều mà mình thích, mình muốn, mình cho là hạnh phúc, cho là vui đó, nó cũng không có đảm bảo được. Khi tham là chúng ta cứ muốn thèm, mà sự tiếp nhận của cơ thể tứ đại của chúng ta, xin lỗi, nó chỉ cũng có một chừng mực nào thôi. Nhưng cái tâm tham thì nó không dừng. Đến lúc mà cơ thể mình nó không tiếp nhận được nữa, thì quý vị thấy cái nghiệp tham nó vẫn lôi kéo mình đi, vẫn lôi kéo. Cho nên có nhiều người đó quý vị thấy già, thiệt là già, đụng cái tự nhiên đám cưới. Ông già 83 tuổi cưới cô 38 tuổi, quý vị thấy ghê không? Tức là cái tâm tham của họ đâu có dừng lại. Dù cái cỗ máy nó đã già cỗi rồi, nó thậm chí là nó không chạy nổi nữa, nó lết không, vậy mà vẫn không dừng lại. Quý vị thấy không? Xung đột giữa thân và tâm luôn là mấu chốt để đưa tới những giằng xé trong suy nghĩ của mình và khổ đau. Đức Phật dạy các pháp do duyên sinh, thì cái thân này cũng nhờ các duyên, có không khí mình thở, có nước mình uống, có cơm mình ăn, có cái mái nhà mình chung vô chung ra mình ngủ, rồi có bạn bè giao lưu, rồi đi tới đi lui, cho nên tạm gọi cái nhà này là cái thân. Tức là cái thân mình là một cái cỗ máy, nó chạy tới chạy lui, nó là một cái ngôi nhà, nó chứa trong đó xương sườn xương sống, là những cái khung sườn của cái nhà, nó cột kèo rồi đó, rồi đắp da đắp thịt vô giống như đắp mái lá với đắp tường này kia thôi. Thực ra nó là một cái nhà, và nếu có một cái nhân duyên nào đó gió nhẹ thổi tới thôi, cái nhà này nó sẽ sụp, nó sẽ rệu rã, nó rã ra rất là nhanh. Cho nên chúng ta biết rằng cuộc sống của mình nó mong manh, thì chúng ta nên ý thức được cái ham muốn của mình ở một chừng mực nào đó thôi, chứ đừng có đòi hỏi nhiều quá. Tại vì không bao giờ chúng ta đạt được ở cái điểm đỉnh của nó là mình thỏa mãn rồi thôi, nó không có dừng lại đâu, nó sẽ đẩy mình đi đi tiếp nữa. Cho nên không bao giờ có cái chuyện vừa lòng hay hài lòng. Cho nên chỉ Đức Phật dạy chúng ta biết đủ là được rồi. Các duyên nó không có biết chuyện đó, chỉ có cái tâm mình nó biết thôi. Còn các duyên đất nước gió lửa không khí thời tiết nó không có biết, nó không có biết, cho nên nó cứ đến rồi nó đi, nó cứ hợp nó cứ tan theo nó, chứ nó không theo mình. Tức là cái thân tứ đại này, đất nước gió lửa trên cơ thể này mình, nó theo nó chứ nó không có theo mình. Bây giờ mình có muốn mình bệnh không? Không ai muốn bệnh, mà bỗng dưng mình cũng bệnh, thời tiết thay đổi mình cũng bệnh, xin lỗi người khác nạt mệnh câu mình cũng bệnh. Mà cái bệnh này là bệnh làm eo, thậm chí còn nhịn ăn nữa. Tôi giận, tôi không có ra ngoài cửa phòng, tôi đóng cửa, tôi báo cho anh biết tôi giận, mà tôi còn nhắn tin cho anh biết là tôi giận 1 tuần nữa kìa. Rồi giá thì ổng cứ trả giá, hai vợ chồng kể lại thầy nghe mắc cười lắm. Bà vợ bà giận mà bà nhắn tin là tôi giận ông 1 tuần, ông chồng phải trả giá xuống 5 ngày, cuối cùng bà chịu đó, bà chịu trả giá 5 ngày. Thầy nghe hai vợ chồng mà giận nhau trả giá mắc cười quá, giống y như con nít rồi. Mà già rồi chứ không phải trẻ đâu nha quý vị, 50 tuổi chứ không phải ít đâu nha. Mà quý vị biết lý do vì sao giận không? Trước mặt mọi người bạn bè, ông này nạt bả kêu bằng bà, bánh tôi gì bà, bình thường kêu bằng em, tự nhiên có mặt mọi người kêu bằng bà. Thầy nói cái gì, năm mấy 60 tuổi kêu bằng em nó gớm chết đi. Cái cô này là cổ quen quen nghe cái bằng em rồi, nó ngọt quá, tự nhiên giờ ổng sáng trong cái câu tiếng cái bằng bà, tự nhiên
ăn đường quen rồi tự nhiên giờ cho cục muối nó mặn, quý vị biết không? Nhưng mà không bằng cái bác kia 78 tuổi bên Mỹ về, quý vị biết, dẫn bà vợ 76 tuổi đi lên chùa tại chỗ cái thềm á, ổng thì đi cái chân khập khiễng đi lên trước, đưa tay nắm tay anh nè em. Thật ra thầy cũng thấy vui một chút là vợ chồng họ trải qua năm mươi mấy năm, cuộc hôn nhân năm mươi mấy năm là hôn nhân vàng nha quý vị. Cái đó gọi là kim hôn đó, tức là 50 năm thì gọi là kim hôn, mà 40 năm thì gọi là gì? Ngân hôn, tức là hôn nhân bạc. Sống năm mươi mấy năm mà không rầy rà, không gì hết, hai bàn tay gân guốc không, vẫn nắm với nhau trìu mến, ông thì nắm tay anh nè em. Đó. Tuổi đời thay đổi nhưng mà tâm hồn họ vẫn sắc son, quý vị thấy không? Một bà già trải qua bao nhiêu chiến tranh bơm lửa, từ ngoài Bắc đi vô miền Nam, từ miền Nam đi ra hải ngoại, vẫn một trái tim chung thủy đợi chờ, bàn tay gầy guộc, nắm bàn tay gầy guộc, cảm ơn anh nhé. Trời. Quý vị thấy không? Màu mắt có thay đổi, da mặt có thay đổi, nhưng trái tim họ không thay đổi. Rõ ràng cuộc sống này rất là hiếm, rất là hiếm có. Thì chúng ta cũng ủng hộ họ đi. Ông dễ thương lắm quý vị biết, mà ông già rồi, ông có cái giọng nói rất là hay. Các ông bác đó già lắm, dễ thương lắm quý vị. Hai bác này đó là thầy quen biết hai mươi mấy năm, từ lúc thầy mới đi tu tới mua tập mua vở lo cho thầy, tình cờ đi chùa thôi gặp thầy xách nước tưới thanh long, tưới mãn cầu, mà thương thiệt là thương. Mà quý vị biết hai mươi mấy năm trước mà cho thầy 500 đô la nha quý vị. 500 đô la lúc trước là 5 chỉ vàng đó, chứ không phải giỡn đâu quý vị biết không. 5 chỉ vàng là quý vị tính ra còn bao nhiêu tiền, phải không? Ở quê mình cần chỉ vàng cưới vợ được rồi. Ở quê mà chỉ cần chỉ vàng buôn đôi bông rồi cặp nhẫn là được rồi, chỉ vàng đủ rồi hả? Thầy dân quê mà sao thầy không biết được cái chuyện mà ở quê người ta cưới vợ làm sao? Trời ơi, thầy đâu phải là dân thành thị đâu. Những cái chuyện đó mình phải biết, tại vì nó là cái chuyện trước mặt mình, ở trong người thân của mình. Nhiều gia đình ta nghèo lắm nghe quý vị. Quý vị đừng có tưởng nha, xin lỗi, kiếm ra một chỉ vàng cưới vợ chưa chắc gì có. Tại thầy thấy có nhiều gia đình đi tới chỗ tiệm vàng chị thầy kìa, tới nhìn hoài mà đâu có tiền mua, nó chỉ phải bán chịu cho, lấy đi về nhà cưới dâu. Cưới dâu xong rồi không trả, tới khi chỉ chết đó cho mấy người đã tới nói mới biết, mới nói là không có tiền, mà chỉ thấy tội nghiệp và chỉ cho đó. Ủa đang nói tới đâu mà tới vụ mà nổi da gà vậy? À đúng rồi, các pháp do duyên sanh mà ra, tức là do nhân duyên nó giả tạm lại. Thì cái cơ thể này quý vị thấy, ngay cả đất nước gió lửa, mỗi một thứ nó nhiều hoặc nó ít đi là chúng ta mệt rồi. Trong cơ thể mình nước nhiều hơn là mình thấy nặng nề, thấy không? Gió nhiều hơn là mình thở khò khè, lửa nhiều hơn là chúng ta bị sốt rồi, đất nhiều hơn là chúng ta đi cà bịch rồi. Tất cả những thứ đó nó tự đến, nó kết hợp với nhau, và rồi nó cũng tự đi, nó không theo ý mình. Nhưng cái ham muốn và cái giận dỗi ích kỷ là cái tâm của mình nó khởi lên. Cho nên quý vị phải để ý tới cái cảm thọ của mình. Mình không vừa lòng thì thôi, chứ nó không có chiếu cố mình đâu. Cho nên rốt cuộc lại hạnh phúc là ở đâu thưa quý vị? Thí dụ như mình nóng quá ước gì con cây quạt, ai đó quạt cho mình, con mát quá đem tới ly nước chanh, mình thấy hạnh phúc vô cùng phải không? Nhưng mà chỉ sử dụng được trong lúc mình đang nóng quá thôi. Nhưng mà khi qua lạnh quá là ly nước đá là không có giá trị rồi, phải không? Cây quạt đó cũng không có giá trị nữa. Cho nên quý vị thấy hạnh phúc nó cũng không thật, nó cũng không chắc, nó chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Được đáp ứng bởi nhu cầu của mình qua xúc chạm cơ thể, qua cảm nhận của cơ thể mình, nó cũng là ảo giác, nó không thật. Vậy mà cuộc sống này, quý vị nghĩ xem, chúng ta sống với bao nhiêu phần trăm thật và bao nhiêu phần trăm ảo? Nếu nó 100% ảo thì nó cũng là quá cực đoan, nhưng mà thầy nghĩ cũng phải là 90% chúng ta sống với ảo giác, còn cái thật nó không có.
Thậm chí nhiều khi mình cũng ghét gần chết, nhưng mình cũng làm bộ mình nói mình không ghét. Phải không quý vị? Trong đời sống vợ chồng quý vị nhiều khi giận hờn, mình tức cạnh hông vậy, nhưng mình cũng phải cười đó. Mình cũng phải giả đò để mà mình vui vẻ, để mình chấp nhận cái cuộc sống đó. Mình sống toàn là với ảo thôi. Mà cái cảm xúc trên cơ thể của mình, tất cả những thứ đó mình cho rằng đó là hạnh phúc, đó là vui, nó cũng là ảo hết thưa quý vị. Không có cái nào thật hết. Cho nên chúng ta cứ thấy khổ, chúng ta né tránh, rồi chúng ta thấy vui, chúng ta sáp vô. Thực ra tất cả những thứ đó đều làm cho con người khổ đau mà thôi. Cho nên chúng ta làm sao để bình thường trước những khổ vui, đó là một quá trình tập luyện lâu dài. Hay nói khác hơn, tức là chúng ta phải biết nghệ thuật đón nhận vui buồn của cuộc đời. Vì mình biết cuộc đời này nó là như thế. Vui đó là nó buồn đó, hạnh phúc đó là khổ đau đó. Tóm lại, chúng ta phải hiểu một điều, hễ có đón nhận có khổ đau, cho dù anh đón nhận điều đó là điều cay đắng trong cuộc đời cũng làm cho chúng ta khổ. Cái hạnh phúc là nó sẽ mong manh rồi, nó sẽ tan vỡ không biết lúc nào, nó cũng khổ. Mà mình nhận cái chuyện mà mình ép mình để mình nhận trong một cái trạng thái nào, một cái tình huống nào, nó càng làm cho mình khổ hơn. Tại vì mình cảm thấy mình bị uất ức, mình bị đè nén, mình bị ép mình lại đó. Thì cái đó nó cũng làm cho mình khổ. Cho nên trong kinh Đức Phật nói thọ thì khổ, hễ có nhận là khổ. Giống như bây giờ này, mình không muốn buồn cũng không vui đó. Nhưng mà có chuyện buồn tới, mình buồn không? Buồn. Mình biết cái buồn nó làm mình khổ, cho nên bây giờ mình không muốn buồn. Mình biết sao cái niềm vui là nó có buồn, cho nên mình cũng không cần cầu vui. Nhưng mà thật sự chuyện buồn tới rồi mình buồn không? Sao không buồn? Dù chúng ta chọn cái bình thường đó, nhưng ngoại duyên nó vẫn tới thôi. Nó tới một cách bình thường, và có khi nó tới cũng không bình thường, là tại vì cuộc đời nó vô thường. Thí dụ như mình ở đây nè, nó có nước lụt miền Tây nè, có ai muốn nước lụt không? Đó, mình đang sống bình yên, tự nhiên nước nó cứ dâng lên, mưa nó xuống rồi nước dâng lên, rồi sóng nó cũng nhiều hơn, không làm ăn gì được. Rồi hỏi thử hỏi cơ, mình ngồi đó mình vui hay mình buồn? Mình đâu phải chứng quả đâu, mình ngồi đó mình cười hì hì cho người ta tưởng mình con điên. Nước lụt mà ngồi đó cười, phải không? Thí dụ như nhà người ta đám tang cái kế bên, mình ngồi đó đời vô thường mà, có sanh có diệt mà, đâu có gì đâu, ngồi cười hì hì, người ta qua người ta quýnh cho sình đầu. Phải không quý vị? Mình biết cuộc đời là vô thường, nhưng mà trước cái tang thương đổ nát của gia đình người ta, nói như vậy nó đau lòng người khác lắm. Chắc chắn là nó sẽ chạm tới cái nỗi đau thương mất mát của con người ta. Ai không biết vô thường là chuyện bình thường trong cuộc đời này. Hễ sống bữa nay ngày mai có thể xa cách ngàn trùng, dép đi giường lên giường vội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai, đâu ai biết được. Nhưng mà mình dẫm lên nỗi đau người ta vậy là không có chứng tỏ mình không có tư cách đạo đức. Dù mình nói đúng đạo lý đó, nhưng mình nói không đúng thời, mình nói không đúng lúc, mình nói không đúng đối tượng. Thí dụ như thầy trò mình đang vui vậy, mình nói vô thường lắm nha con, lo niệm Phật đi nghe, coi chừng ngày mai ra nghĩa địa ra du lịch á, thì bình thường. Nhưng mà tự nhiên nhà người ta mới có đám tang, mình nói trời ơi chết cháu, chuyện bình thường. Quý vị nghĩ sao? Có nhiều người tới chùa thầy đó, quý vị biết nói nhiều câu thầy nghe thầy buồn ghê. Trời ơi, bữa nay con đi tới chùa thầy cũng xui dễ sợ, sao con thấy hai cái đám cưới. Tự nhiên thấy đám cưới cái xui, thầy hỏi chứ làm sao mới hên. Trời, thấy đám ma mới hên. Còn giải thích cho thầy, thầy nói gì, bà dời nhà tới nghỉ địa đi, bà ở đi, ngày nào bà cũng hên hết. Mình dời nhà tới nghỉ địa mình ở, ngày nào cũng có đám ma hết. Hoặc dời kế lò thiêu ở. Quan điểm gì mà lạ lùng gì không biết nữa. Chỉ người ta đa tang thương vậy mà bả hên. Giống như bả xúi cho bà, người ta chết đi để cho bả hên. Quý vị nghĩ có kỳ không? Kỳ quá, không biết cái quan điểm này ở đâu mà ra nữa. Nhiều người nói đó, tức là mình thấy cái đám ma người ta, tức là thấy cái tang tóc đó, người ta rước cái xui của mình đi. Trời ơi, làm gì có cái chuyện mà ác độc vậy, đẩy cái xui mình qua cho người ta gánh. Đám cưới vui mà xui, tức là những cái hên của mình nó hốt hết, nó lấy hết. Người ta vui tức là mình không vui, còn người ta buồn là mình không buồn. Thầy nói làm gì có cái chuyện đó. Mình ăn mà người khác no à, phải không? Mình uống mà người khác hết khát được không? Không bao giờ có chuyện đó.
ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, chị gieo nhân chị sẽ gặt quả. Chứ không có chuyện vui buồn của chị mà người khác người ta gánh cho. Quan điểm gì mà lạ lùng vậy? Bà tới chùa bà nói tỉnh bơ chồng cũng đi gặp hai đám cưới, không biết bữa nay cũng xui ghê lắm. Là thầy bà mới lòi ra cái chuyện là bà nói gặp đám ma hơn. Thầy bà suối bà dời nhà kế nghĩa địa. Bà dân sợ ma sao bà dám? Thầy nói bà dời nhà kế nghĩa địa là ngày nào đảm bảo bà cũng hơn hết, một ngày có mấy đám. Đó, hoặc là kế lò thiêu Bình Hưng Hòa đó, bà cứ dời tới cái đường Tân Kỳ Tân Quý đó, ngày nào cũng ỏi e trong giây phút chia tay hết đó. Để bà nghe nhạc, nó cho biết thế nào là lễ độ. Con người nó ngộ ghê vậy đó. Cho nên quý vị thấy không, mình chọn cái bình thường, nhưng thật sự ngoại duyên vẫn không để cho chúng ta yên. Bởi vì cuộc đời vốn không bình thường. Mình muốn mình ở mãi suốt cả cuộc đời với người thân mình, mà quý vị thấy có bao giờ mình được tội ý đâu. Rồi người thân cũng xa mình, có khi ra đi mãi mãi không quay đầu lại. Quý vị nghĩ một ngày trên thế gian này bao nhiêu người mẹ khóc thương con, bao nhiêu người vợ sốc khóc chia xa chồng, bao nhiêu người con đổ lệ vì chia cách song thân. Nước mắt của chúng sanh đổ ra cho những cuộc sanh ly tử biệt nhiều hơn nước của bốn biển. Đức Phật nói ở trong kinh như vậy. Đây là một sự thật, ngày nào cũng vậy hết. Cũng có những người chia cách nhau họ đau khổ. Họ đau khổ lắm quý vị. Nhiều khi mình không cảm nhận được cái nỗi đau đó. Khi mà gia đình mình, người thân mình ra đi đó, chúng ta mới cảm nhận được. Ngoại duyên từ bên ngoài đến, chúng ta hoàn toàn bị động, không có chủ động gì trong cái chuyện mà ngoại duyên hết. Cho nên bão lụt tới quý vị thấy quý vị cũng phải tìm cách để mà khắc phục thôi. Chứ mình không có chống được, không có đỡ được, không có né được cái chỗ nào hết. Ngoại duyên nó chi phối mạnh như vậy. Cho nên quý vị thấy cuộc sống này hoàn toàn chúng ta bị động. Chúng ta không muốn nó dẫn đến. Các duyên nó cũng đến. Mình có muốn mình xấu đâu, mình cũng xấu. Mình có muốn mình già đâu, mình cũng già. Mình nhiều khi mình muốn mình là vượt thời gian, sống mãi với thời gian. Nhưng xin thưa đâu có, không có chuyện đó. Quý vị biết thỉnh thoảng thầy cũng đem mấy cái đĩa mà thầy giảng cách đây 10 năm, thầy nhìn trò sau đó mình trẻ dữ vậy ta. Bây giờ thầy già vậy đâu mà nó nhân, già như trái cà. Trái cà nướng á, quý vị thấy nó nhăn nheo hết, nó sình bên này, nó xẹp bên kia, nó co rúm như quả táo tàu ấy. Thế mà còn cái gì nữa? Cuộc đời này nó không có gì nó theo ý mình hết. Các duyên cũng vậy. Rõ ràng chúng ta đã mất đi quyền tự chủ đối với lại thân tứ đại này của mình. Đây là một sự thật quý vị cần phải nhớ. Cái thân mình thôi, mình không có quyền nữa. Quý vị biết bữa nay quý vị đi tới đây chứ ngày mai có chừng đau chân đi lên cái thiền đường này không được rồi, phải không? Mình bị bệnh bất thường mình đâu có biết được. Cuộc sống này nó tạm bợ lắm quý vị. Cho nên đã không phải của mình, tại sao chúng ta lại phải nặng nhẹ người khác? Phải không quý vị? Mình chỉ là một nắm tro thôi. Vậy người khác nói một câu không phải, xin lỗi tôi tu lắm chứ trong bụng mình cũng nổi sùng rồi. Quý vị không biết làm sao chứ thầy là bực bội ghê lắm. Bị người ta nặng nhẹ mình câu là trong bụng mình là nó trào dâng lên những nỗi niềm bực bội. Chúng ta khổ vì chính chúng ta sai lầm trong quan điểm. Nếu chúng ta hiểu biết đúng, chúng ta sẽ không khổ. Chúng ta sẽ không nổi sùng. Nổi sùng để được cái gì? Không có được cái gì hết, đơn giản vậy thôi. Hàng xóm mít lòng nhau cũng do hiểu lầm. Đó, Đức Phật nói thân này do duyên sinh, do bốn đại đất nước gió lửa hợp lại và thành. Đó là cái phần thân, còn cái tâm là do nghiệp dẫn. Cho nên quý vị thấy lột cái da ra có thịt mình nhìn gớm không? Chảy máu trời, nó đỏ hối gì đó. Nó nứt, nó chảy nước vàng ra nổi cái mục ghẻ thôi, hoặc là mình bị trầy da chút coi quý vị nhìn gớm không? Cho nên Đức Phật kêu cái thân mình là cái túi da thối. Cái đại da thối tức là cái lớp da ngoài này láng mịn đẹp rồi này kia, rồi để túm lại bên trong là toàn là nước đỏ đỏ đen đen, xương bao tử rồi chúng nó ghê quá. Ghê lắm, nó túm lại cho một túm rồi nó trùm lại bằng cái lớp da này. Đó, mình tưởng là nó đẹp hả? Bây giờ lột lớp da nữa cậu quý vị thấy ghê không? Ghê chứ sao không ghê? Vậy đó mà mình lại bám vào nó.
Quý vị thấy không? Thân này nó đều là giả tạm, nhưng mà cái tâm của mình do nghiệp dẫn, chúng ta tạo nghiệp rồi, chúng ta quay trở lại để cùng sống với cái nghiệp đó, rồi tiếp tục bị nghiệp đó nó dẫn chúng ta đi nữa. Trong kinh gọi là lưu dẫn nghiệp, tức là cái nghiệp nó kéo chúng ta, nó lôi chúng ta đi nha. Quý vị có cản cũng không được, nghiệp nó kéo mình đi mà. Mình cưỡng lại không có được, mình trì lại không có được. Bây giờ mình có muốn mình hết bệnh, nhưng mà bây giờ mình sát sanh hại vật nhiều thì chúng ta cũng không có thoát qua được. Chúng ta đâu có muốn nghèo mà cũng cứ làm, không có ăn, thất bại, khổ sở. Cho nên quý vị thấy cuộc sống này nó luôn khiến chúng ta phải đối đầu với những cái thứ phiền não, tất cả đều do nghiệp tạo ra. Quý vị thấy nếu quá khứ của mình là một người tu thì đời này hãy gặp chùa cái quý vị muốn tu à, gặp kinh cái muốn tụng à, phải không? Nếu đời trước mình làm ca sĩ, đời này nghe nhạc cái tự nhiên cái mình muốn giật tưng tưng à. Nếu đời trước mình là thợ may thì giờ này mình học, mình nhìn lớn người ta thôi mình cũng có thể cắt đồ, mình may đồ được. Cái đó gọi là chủng tử. Những hạt giống chúng ta đã gieo trong quá khứ, bây giờ nó có đủ đất, nước, lửa, hư không, gió thì cái hạt giống đó nó nảy mầm. Khoa học kêu là thiên tài, tự nhiên có người mới sanh ra biết đủ thứ hết, giỏi quá. Thực chất đạo Phật chỉ giải thích đơn giản đó là chủng tử, hay nói là nghiệp trong quá khứ. Cái chủng tử đó nó có sẵn rồi. Cho nên chúng ta thấy có nhiều người không từng quen biết, vừa gặp họ cái mình có thiện cảm dễ sợ, quý vị thấy không? Do đâu? Do trong quá khứ mình từng gặp họ, và họ từng đối xử với mình đầy ân tình, cho nên mình gặp họ mình dễ mến. Trong khi đó có những người chưa từng biết, chưa từng quen, gặp mặt họ tự nhiên mà thấy mặt thằng này nó hãm tài quá, mình thấy mình không có thiện cảm, mình thấy nó không có gì hết, là biết ngay là trong lòng mình đã có những cái chủng tử mà trước đây mình với họ từng xích mích với nhau, bất hòa với nhau, cho nên gặp mặt không ưa. Nó đâu có mượn tiền mình không trả đâu, tự nhiên mình không ưa, vô duyên vậy. Đó, quý vị thấy tất cả những cái thứ đó là chủng tử hết. Đời sau mình gặp lại họ tự nhiên mình thấy vui hơn, thích hơn. Đó là đời trước mình đã quen với họ rồi. Cho nên những thiên tài mà xuất hiện đó mình cho là thần đồng, thực ra chuyện đó chẳng có gì thần đồng, thằng điếc gì. Đạo Phật gọi đó là chủng tử, tức là cái nghiệp đã gieo trong quá khứ, bây giờ nó hiện ra thôi. Mình gieo cái nghiệp nào nhiều thì mình học cái đó nó nhiều thôi. Trong một lớp quý vị thấy không? Đứa giỏi văn, đứa giỏi toán, đứa giỏi lý, đứa giỏi sinh vật, tức là những đứa đó nó từng học những cái môn đó trước đây, học nhiều. Bây giờ như bà thầy bà mở cái tiệm mai, bà dạy 10 đứa học trò đi, có đứa nó học 3 tháng ra nghề, có đứa 3 năm xin lỗi nó mai cái quần xà lỏn chưa được. Tại nhà thầy tiệm mai thầy biết mà, có người dạy 3 năm không mai được, nó học gì cà lơ phất phơ vậy. Vậy mà cái con nhỏ không mai được, nó nấu ăn tài tình lắm. Nhìn người ta nấu thì nó biết nấu, nó ăn thôi nó cũng biết nấu, nấu ngon hơn. Chứng tỏ cái cô này cổ từng có những cái chủng tử về nấu ăn ở trong đời trước, trên đời này cổ thấy cái cổ giỏi, nhưng mà cổ không có cái chủng tử mai giá gì hết. Cái đó không phải là thiên tài gì hết đó, mà là những chủng tử từng gieo ở trong quá khứ. Thì đạo Phật dạy cái nghiệp đó do chính mình gây ra, thì mình là cái người thừa kế cái nghiệp. Nhưng quý vị nghĩ xem cái nghiệp này nó có thay đổi được không? Những cái thói quen của mình, cái nghiệp của mình gieo những cái chủng tử đó có thay đổi được không? Được không quý vị? Được. Nếu không được thì mình thành chúng sanh hoài hay sao? Vậy mình đi tu làm chi, mình đi niệm Phật làm chi? Phải không? Mình có khả năng thành Phật, tức là mình có thể chuyển được cái nghiệp chúng sanh, chuyển được cái nghiệp Atula, mình mới đi tu, mình mới niệm Phật. Chứ bây giờ mình không thành Phật, mình tu làm gì cho nó mệt vậy? Phải không quý vị? Đánh bài tứ sắc đây cho nó vui. Chúng ta đem bộ lô tô ra thầy trò đánh kêu cho nó vui. Do gì? Cái nghiệp này vốn nó không phải là cố định, nó cũng thay đổi. Cho nên chúng ta có thể chuyển được nghiệp, chắc chắn là như vậy. Chúng ta có thể sửa đổi được nó. Nếu mà nó luôn biến đổi mà chúng ta không chịu thay đổi thì chúng ta lại trở thành con người cố chấp, và mình không có khả năng thoát ra khỏi nghiệp chướng. Do đó mình phải
nỗ lực tu tập. Tại sao người ta đi chơi mà quý vị phải tới đây ngồi cho tê chân? Đâu phải quý vị muốn gặp thầy bóng mây, phải không? Mà quý vị muốn nghe một cái điều gì đó từ nơi thầy nói, có thể giúp quý vị yên lòng hơn với những nỗi phiền muộn của mình, gợi ý cho quý vị có một hướng đi để quý vị có thể hóa giải những cái hận thù của mình trong cuộc sống, những đau buồn của mình ở trong lòng. Cho nên quý vị mới tới đây chấp nhận ngồi tê chân nghe ông này nói dài, nói dai, nói dở, phải không quý vị? Bao nhiêu người ta đi uống nước, uống cà phê, người ta ra biển tâm sự, loài chim biển ngoài đó, còn mình ngồi ở đây, tất cả đều có một cái sự trao đổi nhau hết. Thì mình biết được bản chất của nghiệp vẫn là có thể thay đổi được, nó không cố định, nó không tồn tại mãi một cái hình trạng đó. Cho nên khi mê thì chúng ta tạo những nghiệp xấu, nhưng khi chúng ta tỉnh giác rồi, chúng ta dừng lại những nghiệp xấu đó và chúng ta cải thiện nó bằng những nghiệp tốt, những nghiệp thánh thiện. Ví dụ như chúng ta không có trí tuệ, cho nên chúng ta dễ dàng nổi sùng, nổi giận khi ai đó xúc phạm tới mình, hoặc giả là họ nói những cái điều gì đó không có đúng sự thật. Bây giờ chúng ta sáng trước, chúng ta tỉnh táo, chúng ta không cần cãi lại với họ, không cần phải cãi làm gì. Khi mình tỉnh thì mình sẽ không cãi nữa. Mình cãi mình sẽ tạo nghiệp. Rồi cuối cùng là cuộc đời của mình, họ gì không biết, họ Nguyễn, họ Lê gì cũng đổi qua họ cãi hết. Cứ cãi, cãi sanh tử lửa. Có người ta thấy cãi nổi gân cổ luôn, trời, nói chuyện văng nước miếng luôn. Sân si vậy đó, đâu có giải quyết được vấn đề. Thưa quý vị, cho nên chúng ta biết được rằng những gì chúng ta có thể cải thiện được, chúng ta làm được, chúng ta sẽ làm. Và khi quý vị làm mỗi ngày một ít, quý vị sẽ chuyển đời sống từ phàm phu thành thánh nhân. Đơn giản lắm, quý vị thấy tu đơn giản lắm. Tu là sửa mà, là thay đổi mà, mình không chịu sửa, mình không chịu thay đổi. Nó có người thì thấy tiền thì thích tiền, nhưng mà có người không thích tiền mà thích cái khác. Đó. Cho nên nhu cầu của con người nó không có cố định, nó cũng biến đổi, nó cũng thay đổi. Thí dụ như hồi trẻ mình thích cái này, nhưng mà lớn lớn một chút mình không thích cái đó nữa, mình thích cái khác. Già già một chút thích cái khác. Những cái sở thích của mình nó cũng biến đổi theo thời gian, cho nên bản chất của nó vốn không nhất định. Quan điểm và sở thích của con người cũng từ nơi những cái suy nghĩ đó mà phát sinh ra, mà tạo nghiệp. Thì như vậy, từ nơi cái tâm bất định tạo ra cái nghiệp bất định, cho nên chúng ta có thể thay đổi được nghiệp của mình một cách dễ dàng trong đời sống của mình. Quý vị chỉ cần để ý thôi. Hồi nhỏ mình thích ăn cái này, nhưng mà lớn lên mình không thích ăn cái đó nên mình thích ăn cái khác. Nói quý vị thấy không? Thậm chí người có gia đình rồi, nói mình thích cái người này, mình cưới họ, nhưng mà mai mốt thời gian mà không thích nữa, cho nó hung dữ quá, mình thích người khác. Nhỏ này giống phù thủy quá, cho nó lên đường. Giờ mình kiếm tiên. Hồi xưa mình cũng khen cô này hiền như tiên. Đó. Về ở thời gian mới thấy nó mọc nanh mọc gút. Bây giờ sợ quá, cho nên giả từ bà phù thủy này kiếm bà tiên khác. Tiếp tục lầm tập 2. Nói như vậy đó, bản chất của con người nó không có cố định, dù chúng ta có nhiều cái ham muốn. Cho nên muốn không tham thì chúng ta sẽ không có nhu cầu, vậy thôi. Cho nên tham tiền hay không tham tiền, chúng ta làm được nếu chúng ta muốn. Chắc chắn như vậy, nghiệp thiện, nghiệp ác gì cũng vậy, anh có thể làm được hết. Anh cứ nghĩ đi, nếu nghiệp thiện nó sẽ đưa tới cái quả thiện, anh bình yên. Nếu nghiệp ác thì dẫn tới kết quả đau khổ. Anh cứ có quyền làm, anh cứ có quyền chọn. Và rồi khổ đau hay hạnh phúc hoàn toàn tùy thuộc vào những gì mà anh đã làm trong hiện tại. Có người thắc mắc, chết rồi đi về đâu? Quý vị có thắc mắc không? Có không? Bây giờ thầy hỏi quý vị là mưa ở trên trời nó rớt xuống đâu? Nó rớt xuống mặt đất chứ rớt đi đâu, phải không quý vị? Mưa nó rớt xuống chứ nó rớt đi đâu, có khi nào mưa nó đi ngược lên không? Không. Bây giờ khi mưa nó rớt xuống đó, chúng ta thảy những cái đồ gì trên nóc nhà mình thì có phải mưa nó cuốn luôn cái đó trôi xuống không? Mình thảy tro nó trôi tro, thảy đường nó trôi đường, thảy mía nó trôi mía. Cũng vậy,
mình quăng cái nghiệp của mình vào trong cái cuộc đời của mình, khi chết nó sẽ trôi đi, nó sẽ dẫn mình đi, những dòng sông của nghiệp thức nó trôi chảy chúng ta đi. Hãy chúng ta tạo nghiệp ác thì nó sẽ dẫn chúng ta đi theo cái con đường ác xấu, chúng ta tạo nghiệp thiện thì nó đưa chúng ta đến bến bờ an lạc, chứ chúng ta đi đâu? Cho nên quý vị khỏi cái chuyện đi có bối, đi cầu hồn, đi dẹp mấy cái vụ án đấy qua bên đi, tất cả đều là xạo hết á, giả hết á, lừa hết á. Quý vị muốn không thì ở thì ngáp cho coi, không giống không ăn tiền. Trời ơi, quý vị còn xúi thầy làm chuyện tà ma ngoại đạo. Mấy cái đó không có đâu quý vị, đừng có tin. Đồng ý là có những vong linh chưa siêu thoát, nhưng mà không có phải. Người thân của mình chết rồi, người ta đi đầu thai cảnh giới khác sau 49 ngày rồi. Đó, trừ khi nào họ chết quan chết ức, chết cái kiểu mà vì cái cận tử nghiệp nó nặng quá họ không siêu thoát được, chết trong hận thù, chết trong buồn phiền, thí dụ như là bị tự tử chết hoặc là bị giết chết rồi này kia, nó bị uất hận mà chết thì cái đó là khó siêu thoát. Chúng ta cầu nguyện cho họ bằng cách là tu tạo công đức lành hồi hướng cho họ. Chứ mình đừng có đi cầu này kia, không có hồn ma bóng quế nào mà nhập vô đâu, toàn là những cái vong linh chưa siêu thoát khác nó nhập vô. Đó, những thân trung ấm đó nó biết được tất cả những chuyện quá khứ vị lai của người khác, biết hết, nó nói trúng phốc. Trong kinh Đức Phật nói mà những cái vong linh siêu thoát, những cái thân trung ấm đó nó nói dối ghê gớm lắm quý vị. Nó lừa, nó nói y chang à, nó nói y chang trong nhà mình có cái gì đi qua cái ngã ba có cùi chỏ làm sao, nó nói đúng y chang luôn. Đó, rồi mình khóc, mình tưởng đâu là như vậy thiệt, chứ thực ra không phải. Đơn giản thôi, biết cái nghiệp người đó gieo là cái nhân gì thì chắc chắn nó sẽ đưa đến cái quả đó thôi. Quý vị thấy trong gia đình không, cha mẹ sanh ra 4 năm đứa con, có đứa nào nó giống tánh đứa nào không? Vậy cái tánh đó ở đâu ra? Nếu một cái máy sản xuất ra thì nó giống, thấy không? Nó giống về cái gen di truyền, nhưng mà về cái tâm tánh nó đâu ra? Có phải cái nghiệp ra không? Từ cái nghiệp nó khiến cho cái người đó tham, cái người đó nóng nảy, cái người đó hay giận hờn, cái người đó hay mê cái này mê cái kia mê cái nọ, đó là điều do cái nghiệp của con người tạo ra, không có ai giống ai hết. Cho nên nhiều đứa bé 2-3 tuổi quý vị thấy không, nó đã có những cái suy nghĩ riêng, nó thể hiện ra cái nết của nó. Có nhiều đứa còn nhỏ mà nó hung dữ lắm nha quý vị, trời ơi, thấy nó tới chùa nó quýnh ba má nó luôn, mới có 2-3 tuổi à mà ba má nó ngồi cười hề hề để cho nó quýnh à. Trời ơi, còn nhỏ mà nó hung hăng như vậy không dạy nó, mai mốt nó lớn lên nó thành lưu manh á, chắc chắn luôn. Cho nên đâu có cái chuyện mà khơi khơi mà nó nhào ra mà nó có được. Điều này phải từ nơi cái nghiệp ở trong quá khứ đời trước nó dẫn ra. Cho nên chúng ta thấy một người nào đó thì chúng ta mến, hoặc là chúng ta thấy một người nào đó chúng ta không ưa, mình biết được ngay người này không phải mới gặp, chúng ta đã từng gặp trong quá khứ rồi, đã gặp họ lâu rồi, gặp họ nhiều lần rồi, chứ không phải mới gặp đây. Chẳng qua dòng sanh tử liên tục cho nên mình không nhận dạng ra được họ, nhưng cái tâm thức của mình vẫn còn cái cảm xúc đó. Quý vị thấy có nhiều người mình tới gần mình cảm thấy bất an ghê sợ không? Mình không quen nhưng mình ngồi gần bà này mình hồi hộp ghê vậy. Không biết bà có hỏi mượn tiền mình không ta? Có nhiều người mình gặp họ tự nhiên mình cũng cảm thấy hạnh phúc, mình cũng cảm thấy vui mà mình đâu có quen họ đâu, mà mình không biết cái hạnh phúc đó từ đâu ra. Mình biết chắc người đó đã từng đem tới hạnh phúc cho mình ở trong quá khứ, cho nên cái tâm của họ nó phát ra và tâm thức của mình đón nhận được điều đó. Cho nên quý vị thấy không, cuộc sống của con người chúng ta bình thường chúng ta tạo cái nghiệp gì thì lúc chúng ta giả từ cuộc đời này chúng ta sẽ mang cái nghiệp đó đi. Cho dù nghiệp thiện hay nghiệp ác gì thì tới lúc cuối chúng ta đều biết rõ hết. Do đó chúng ta chuẩn bị tâm lý trước, đừng hốt hoảng, đừng lo sợ, đừng nghĩ tới cuộc đời này ở ngày mai, mà hãy nghĩ tới cái nghiệp của mình đang gây tạo ra ở trong hiện tại. Chứ đừng có lo lắng ngày mai, chờ không biết chết đi về đâu, rồi không biết con cái mình nó có làm đúng tâm nguyện mình không, nó có lo cho mình không. Chờ mình lo mấy cái đó là nó khổ lắm, tâm mình nó không có chánh niệm được. Cho nên người Phật tử hiểu đạo rất sợ tạo nghiệp, và điều này Đức Phật cũng dạy là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Mình thì mình gây ra hậu quả rồi mình mới hoang mang,
Còn Bồ Tát thì không có, người ta dè dặt trong khi người ta tạo nghiệp, ngay là cái nhân người ta cải thiện, còn mình là làm cho nó tanh bành té bẹ rồi lúc đó mới hoảng sợ. Đó, nguy hiểm như vậy. Cho nên trong cuộc đời của mình hãy nghĩ tới cái nghiệp, nó làm sao để chuyển các nghiệp đó, nói năng cọc cằn bây giờ chuyển lại nói nhẹ nhàng, nói năng khiến người khác đau lòng bây giờ phải nói lại làm sao cho nó dễ thương hơn. Mình có những hành động mà ngay làm cho người khác phải khổ sở, gây ra bao nhiêu nghiệp chướng để thỏa mãn cái tâm sân si tham giận của mình, thì giờ mình đổi lại, cái đó là người biết hướng thiện, người biết tu tập. Mục đích của người tu tập của chúng ta, xin lỗi, nói cho nó nhiều chứ thực chất cũng chỉ để giải trừ đi một số phiền muộn trong cuộc đời của mình. Nhưng mà tại sao chúng ta không có cái can đảm để chúng ta vượt qua? Thí dụ như bây giờ cái ông đó, ông ghiền uống rượu. Bây giờ quý vị kêu ông ngưng uống rượu, ngưng được không? Được. Nhưng mà cuối cùng ông cũng uống rượu lại. Ông nói tại vì bạn bè rượu, ông đổ thừa cho bạn ông rượu, cho nên ông muốn uống mà tại bạn rượu. Rồi xong thời gian cái ông giữ được, cái ông cũng uống rượu lại. Hỏi tại sao? Ông nói tại vì ông đi ngang quán rượu nghe mùi rượu thơm quá. Khi tâm mình nó còn tham uống rượu, còn thích uống rượu, thì xin lỗi, khỏi cần bạn bè rượu, mình cũng tự đi kiếm mình uống. Mình tự nhiên mình lấy cái cớ bạn bè rượu. Còn tâm mình đã dừng lại được, một chục người bạn tới kéo mình cũng không đi, phải không quý vị? Xin lỗi, mở xung quanh nhà mình toàn là quán rượu, mình cũng không thèm uống. Mình phải có cái sự tu tập của mình, nỗ lực tinh tấn như vậy, dứt khoát tuyên bố rằng nghiệp phải thay đổi. Mình tu mà, đằng này mình nói tại cái quán rượu, không lẽ bắt người ta dời cái quán đi, phải không? Sao người ta dời được? Rồi mình dời nhà đi tới đâu, rồi mai mốt cạnh nhà mình nó mở thêm cái quán nhậu nữa, rồi mình đi đâu nữa? Cả cuộc đời mình không lẽ đi dời nhà. Cho nên quý vị thấy, người uống rượu muốn dừng lại uống rượu, nhất định tâm họ phải khởi lên cái ý là nghiệp uống rượu sẽ đưa tới đau khổ. Mình phải suy nghĩ về cái nghiệp và nhất định phải chấm dứt cái nghiệp xấu. Thì đó là mục đích của người tu tập. Tu kiểu gì cũng được, tu pháp môn gì cũng được, miễn làm sao đừng tạo thêm những điều gây đau khổ cho người khác qua ba phương diện: nói, làm và suy nghĩ. Nhiều người nói quen rồi, bỏ không được. Quý vị cứ nghĩ xem, ai bắt mình quen với cái nếp sống của phiền não? Có ai bắt mình không? Đâu có. Cho nên quý vị thấy, mình muốn giải trừ phiền não thì nhất định phải truy cho ra nguồn gốc của nó. Phiền não đó từ đâu sanh ra? Do mình tạo ra, chứ không phải do người khác đâu. Do mình khởi lên những cái ý chấp trước tham đắm, cho nên người khác làm ra mình cũng thấy khổ. Nói đây là quý vị phải suy nghĩ cho kỹ nha. Thí dụ như ở nhà con cái nó gây nợ đó, qua mùa World Cup đó ba mẹ khổ biết nhiêu. Có nhiều đứa nó xin tới chùa thầy ở tị nạn là tại vì nó cá độ bóng đá thua mấy chục triệu mà nhà nó nghèo quá, bây giờ ba má nó không biết phải làm sao, rồi xã hội đen kiếm nó trốn. Nó quý vị thấy làm cha làm mẹ có phải khổ không? Cái khổ đó do ở đâu đem tới? Do con cái đem tới đó. Bây giờ mình đổ thừa đi, mình tự làm. Bây giờ mình cảm nhận cái đau khổ đó bằng cách nào? Quý vị thấy không? Rất là khó xử lý sự tu tập của mình ngay trong cái cuộc sống đó. Chúng ta phải giải trừ cái khổ này ra làm sao? Không trả nợ cho con mình nữa coi sao? Nó xử con mình. Giống như hồi chiều này có một Phật tử điện cho thầy khóc. Tức là cái đứa em một mẹ khác cha đó, nó bắt cái người chị này phải đem cái ông cha mà ông cha ghẻ của bà, tức là ba ruột của cái đứa em á, đem về nuôi. Tại vì hai đứa con của cái người em này nó không chịu ông ngoại. Mà ông ngoại ruột nó không chịu, mà tự nhiên đem bắt cái người chị mà một mẹ khác cha đi nuôi cái ông cha ghẻ. Thì cái chị này chứ không chịu, chứ nó ở nhà mày là ruột thịt mà mày không nuôi đứa mà đem tới đây là tao nuôi rồi mai mốt mày kiếm chuyện rồi sao. Thì cái người em nó bà mà không nuôi ổng, bà không ấy, tôi đem ổng qua bên casino tôi bán thận ổng. Trời ơi, thầy có nghĩ là có một đứa con mà nó đòi bán thận cha nó.
không dạy được con của mình, để cho con của mình hỗn hào với ông ngoại. Quý vị thấy khổ không? Rất là khổ. Những cái nỗi khổ đau nó rất là thực tế trong cái cuộc sống của mình. Bây giờ mình muốn diệt trừ nó, mình diệt bằng cách nào? Cho nên phải phát hiện ra, phải nhìn cho được tới tận gốc của nó. Cuộc sống này chúng ta mới tìm được yên ổn. Nổi nóng lên thì chúng ta phát hiện cho ra được tên giặc đó nó ló đầu. Bây giờ mình nổi sùng được tới cỡ nào cũng được, leo nóc nhà ở cũng được, nhảy từng từng tối ngày sáng đêm cũng được. Nhưng sau đó thì chúng ta thành cái gì? Thành con chằn tinh, chứ đâu còn thành một cái người vợ hiền nữa, phải không quý vị? Thành một cái thằng lưu manh thôi, chứ đâu có thành ra một cái anh chàng thanh niên mà tốt bụng nhiệt tình nữa. Chúng ta có quyền được hết á, chúng ta làm được hết. Cái nết mình nó nổi lên là mình muốn làm gì không được, ai cản mình. Nhưng mà cái nghiệp đó chúng ta không cản được nó. Nó sẽ dẫn chúng ta đi, nó kéo chúng ta đi. Cho nên cái gan của chúng sanh nó táo tợn lắm quý vị, thấy không? Đó. Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Có người ta cái gan nó lớn lắm, làm cho lợi gan mà. Cho nên có nhiều người hỏi thầy bệnh gì, thầy nói thầy bệnh gan. Hỏi gan gì, thầy nói gan lớn. Người ta sơ gan thì lớn gan. Gan thầy nó lớn thiệt. Thiệt á, đi khám bệnh siêu âm rã gan thầy lớn, thầy nó cắt một miếng đem xào vậy. Chúng ta sợ khổ, nhưng mà chúng ta lại cứ gieo cái nhân khổ. Đây là điểm mấu chốt. Tại sao mình có tu nhưng mà vẫn không hết khổ? Ha, quý vị cứ để ý lại một chút xíu. Như quý vị đang ngồi đây, quý vị cảm thấy quý vị có buồn bực gì chuyện ở nhà nữa không? Tạm quên đi, phải không? Như vậy cũng có những lúc nỗi khổ nó vắng mặt trong cuộc đời của mình. Những phiền muộn nó vắng mặt ở trong tâm mình. Thì như vậy mình có cơ hội thoát ra khỏi khổ đau và phiền muộn, phải không quý vị? Có cơ hội hết. Nhưng mà tại sao chúng ta không nhân rộng cơ hội này ra, mà chúng ta cứ dìm mình vào trong một cái dòng sắt khổ đau phiền não, tối ngày cứ quanh quẩn cái đó. Thật ra đây là một vấn đề lớn về nội tâm, về sự tu tập của mình. Mình phải biết được nhân quả, mình tin nhân quả, mình hiểu nhân quả, để mình cố gắng mình tu, mình vượt khó thôi. Còn nếu không, quý vị cứ khổ hoài. Tại vì có những nỗi khổ chúng ta không có hiểu được, chỉ biết là từ cái nhân duyên đời trước, con cái của mình thiếu nợ nó, mình tạm hiểu như vậy thôi. Bây giờ nó báo mình, nó làm khổ mình. Giống như cái bác đó, bà nói con thích thiệt với thầy, con khổ với đứa con của con lắm. Nó có 5 thằng chồng, có 5 đứa con. Một thằng chồng là một đứa con mà nó còn chưa chịu dừng lại nữa. Tối ngày nó quậy, nó làm lúng túng phèn, mà nó còn mắc cỡ, nó vô cùng là mắc cỡ. Mà bây giờ nó cũng không mắc cỡ nữa, nó còn lấy chồng chứ má lấy chồng đâu, con bỏ chồng chứ má có bỏ chồng đâu, má làm gì má mắc cỡ. Mà nó còn nghe nó nói cái kiểu đó, còn thấy nó đúng là cái con nhỏ mặt lì, mặt chai. Con già, con còn mắc cỡ mà nó không mắc cỡ. Nó sống thực dụng vậy đó. Rồi á, rồi có chồng rồi xong rồi tới đẻ đứa con quăng cho bà nuôi. Rồi không thích người chồng này, kiếm người chồng khác. 10 năm, 5 người chồng, đẻ 5 đứa con. Quý vị nghĩ 5 đứa con đó, 5 đứa con đó nó có thương nhau không? Khó lắm, hiếm lắm quý vị. Trừ khi nào nó có một cái hiểu biết gì đó nó mới thương nhau, còn không nó xeo nại với nhau, nó đấu tranh với nhau, nó hơn thua với nhau. Cho nên quý vị nghĩ xem, con người ta vượt qua phiền não từ nơi chỗ nào? Mình ngồi đây nè, mình có lúc mình quên phiền não, nhưng mà nhớ chực lại quý vị vẫn còn thở dài. Mình vẫn còn phiền, mình vẫn còn buồn. Đó. Cho nên tất cả những trạng thái tâm lý khổ đau đều do chúng ta tạo ra. Ý thầy muốn nói như vậy, tức là điều do mình tạo ra. Mình mới vừa thanh thản đó, nhưng mà chợt nhắc lại cái tự nhiên cái mình thấy nó mệt liền. Thấy nó muốn quất hơi lên rồi, thở không ra hơi rồi. Cảm thấy nó nghẹn cái gì đó. Thì cái cảm xúc đó thực sự do tâm mình tạo ra. Tâm mình tạo ra hết đó quý vị. Tất cả những trạng thái đó do chúng ta lầm, chúng ta chấp. Cho nên người này có quyền thích ăn ngọt, người kia có quyền thích ăn mặn. Không lý do gì mình bắt cái anh kia phải ăn ngọt hay ăn mặn giống mình. Anh muốn tạo nghiệp gì đó anh tạo, nhưng mà đừng có làm cho mình khổ bằng cách là mình không có đón nhận cái khổ đó. Tâm lý mình
xử lý một cách nhẹ nhàng rất là quan trọng. Cho nên chỉ có một thứ tồn tại trên cuộc đời này, đó là nghiệp. Còn kỳ dư chỉ là một nắm tro tàn mà thôi. Cho nên phàm nói, làm hay suy nghĩ điều gì đó, quý vị nên nghĩ thêm một điều nữa. Nắm tro tàn này đang làm đây, nắm tro tàn này đang nói đây, nắm tro tàn này đang suy nghĩ đây, thì có vì cái nắm tro tàn này mà mình sỉ nhục người khác, mình nặng lời người khác, mình hơn thua người khác, mình chì chiết người khác, mình xỏ xiên người khác không? Đâu có cần phải làm nữa, phải không quý vị? Nếu gì một nắm vàng, một nắm hột sò, một nắm xe hơi thì chúng ta làm thì cũng nên. Đằng này chỉ vì một nắm tro tàn thì xin thôi tạm biệt nhé. Đã quá khuya rồi quý vị, cho nên là thầy xin được tạm biệt ở đây. Thầy chỉ mong rằng trong cái cuộc sống này, quý vị có đủ suy nghĩ, có đủ tỉnh táo để thấy được thành công cách mấy trong cuộc đời này chúng ta cũng không giữ được lâu dài. Và những nỗi buồn đau trong cuộc sống của mình chẳng qua cũng chỉ là cơn gió thoảng mây bay. Thân mình nó không bền, không chắc. Tâm mình nó giả tạm, nó cũng không có thật. Nghiệp mình gây ra cũng không có thật. Thì chúng ta hãy quán chiếu sự thật của đời người, của thân này, của mạng này. Xin thưa, chỉ là một nắm tro tàn, chỉ là một chiếc mộ bia lặng lẽ ở cuối nghĩa trang, thì không có lý do gì chúng ta phải gây thêm nghiệp chướng cho cuộc đời này. Xin chúc quý vị an lạc. Mời quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này về